giải mã bí ẩn người Ai Cập vận chuyển những khối đá khổng lồ để xây kim tự tháp. Phát hiện mới công bố của giới nghiên cứu giải thích cách người Ai Cập cổ đại vận chuyển hàng triệu khối đá khổng lồ đến vị trí xây các kim tự tháp trên một khu vực mà ngày nay là sa mạc. Theo trang Business Insider ngày 2 tháng 9, có thể các nhà khoa học đã giải đáp được bí ẩn về cách thức người Ai Cập cổ đại vận chuyển hàng triệu khối đá nặng 2 tấn qua sa mạc để xây dựng các kim tự tháp. Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện dấu vết một nhánh của sông Nin đã biến mất cách đây hàng ngàn năm. Khi còn hoạt động, nhánh sông này chảy tới khu vực nằm ngay cạnh quần thể kim tự tháp Giza được xây dựng khoảng 4.500 năm trước. Phát hiện trên được công bố trên chủ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ PNAS vào đầu tuần này. Hiện nay, sông Nin nằm cách khu vực kim tự tháp trong quần thể trên khoảng 6 km về phía đông. Làm thế nào mà các nhà xây dựng cổ đại có thể vận chuyển được những khối đá khổng lồ đến địa điểm xây dựng kim tự tháp? Câu hỏi này từ lâu đã khiến cho các nhà khoa học và các nhà khảo cổ học bối rối. Các nhà khoa học vẫn tin rằng người Ai Cập dùng đường thủy để vận chuyển đá. Năm 2013, người ta phát hiện một tấm giấy cói với nội dung mô tả vị trí của một bến cảng cổ đại gần Biển Đỏ. Bến cảng này là nơi những khối đá xây kim tự tháp được chất lên thuyền. Đây là bằng chứng cho thấy người Ai Cập biết cách vận chuyển các khối đá dọc theo các con sông. Nhiều cuộc khai quật khác cũng cho thấy một bến cảng được xây dựng bên cạnh các kim tự tháp và các nhà xây dựng cổ đại đã tạo ra những tuyến đường thủy phức tạp nối với cảng này. Do đó, để xác định sông Nin có đi theo con đường nào khác dẫn tới bến cảng vào thời điểm kim tự tháp được xây dựng hay không, các nhà khoa học đã đào nhiều lỗ thăm dò xung quanh các kim tự tháp trên sa mạc. Trong những lỗ này, họ tìm kiếm dấu vết phấn hoa của các loài thực vật như cói giấy và cỏ đuôi mèo vốn phát triển mạnh trong môi trường nước. Nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng, trong các thời kỳ các pharaoh Khafre, Khafre và Menkaure cai trị cách đây khoảng 4.500 năm, sông Nin có một nhánh ổn định chảy về phía các kim tự tháp nói trên, nhưng qua thời gian, nhánh sông này đã khô cạn. Dấu vết phấn hoa của các loài thực vật chịu hạn cho thấy thời điểm pharaoh Tutankhamun lên nắm quyền vào khoảng 1.350 năm trước công nguyên, nhánh sông này đã khô cạn vài thế kỷ. Báo New York Times dẫn lời nhà địa lý Hardesty, tác giả của nghiên cứu đánh giá, không thể xây dựng các kim tự tháp ở đây nếu không có nhánh sông Nin này. Với kích thước to lớn, hình học hoàn hảo và trang trí công phu, các kim tự tháp ở Giza, ngoại ô thủ đô Cairo của Ai Cập hiện nay đóng vai trò chứng minh sức mạnh của các pharaoh trong thời kỳ hoàng kim của Ai Cập. Quần thể kim tự tháp Giza bao gồm 3 kim tự tháp lớn và tượng nhân sư. Các kim tự tháp này được xây dựng làm lăng mộ cho các pharaoh Khufu, Khafre và Menkaure từ khoảng giữa năm 2560 trước công nguyên và năm 2540 trước công nguyên. Đại kim tự tháp Giza còn được gọi là kim tự tháp Khufu hay kim tự tháp Cheops là kim tự tháp đầu tiên được xây dựng và là kim tự tháp lớn nhất trong số 3 kim tự tháp. Ước tính dùng khoảng 2,3 triệu khối đá vôi và đá granite để xây dựng kim tự tháp này, mỗi khối đá nặng từ 2,5 đến 15 tấn. Theo Business Insider, ngày nay thậm chí nếu dùng cần cẩu, máy bay trực thăng và máy kéo và xe tải theo ý muốn của chúng ta, vẫn rất khó để xây dựng đại kim tự tháp Giza. Việc xây dựng công trình này đáng kinh ngạc đến mức một số người cho rằng có sự tham gia của người ngoài hành tinh hoặc yếu tố thần bí.